Vâng, và lúc này thì không khí tại Hà Tĩnh đã đang rất náo nhiệt rồi, và nếu như để ý một chút ở trên các phương tiện truyền thông thì không khó để bắt gặp hình ảnh của nhiều người hâm mộ, hàng nghìn người hâm mộ đang xếp hàng để vua những tấm vé tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018, phải không anh Văn Hiến? Vâng, đúng là như vậy, và không có gì khó hiểu khi mà giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, đặc biệt là những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Ngày hôm qua thì trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam và câu lạc bộ Vân Nam của Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ, khi có rất đông các khán giả đến với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để cổ vũ cho các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Và dù đã rất cố gắng, thế nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã không thể tạo ra được bất ngờ. Bước vào trận đấu gặp đội tứ xuyên Trung Quốc, tuyển trẻ Việt Nam trong trang phục áo vàng nhập cuộc đầy tự tin. Trong set 1, tuyển trẻ Việt Nam thi đấu thăng hoa cùng với sự xuất sắc của chủ công Bích Tuyền. Các cô gái áo vàng đã liên tục ghi những điểm số quan trọng và giành chiến thắng với tỷ số 25-17. Trận đấu này thì đối với tụi em là rất là vui và háo hức. Thì set 1 thì tinh thần cả đội rất là tốt. Cũng là nhờ tinh thần cả đội thì các bạn bước 1 lên thì cho em tấn công hàng trên được. Sang đến set đấu thứ 2, đội tứ xuyên Trung Quốc ổn định lại đội hình và gây ra nhiều khó khăn cho tuyển trẻ Việt Nam. Set đấu kết thúc nhanh chóng với tỷ số cách biệt là 25-12. Tiếp đà thi đấu thăng hoa, đội tứ xuyên Trung Quốc đã tiếp tục giành chiến thắng trong set đấu thứ 3 với tỷ số 25-17. Ở set đấu thứ 4 quyết định, dù các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng thi đấu đầy cố gắng, thế nhưng trước lối đánh biến hóa của đội tứ xuyên Trung Quốc, tuyển trẻ Việt Nam đành chịu thất bại với tỷ số 20-25 trong set đấu này. Chung cuộc, đội tứ xuyên Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Và những trận đấu như thế này sẽ là bài học để giúp cho các cô gái của đội tuyển trẻ Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm và tiến bộ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó thì trong ngày hôm qua cũng đã diễn ra trận đấu rất được mong chờ giữa câu lạc bộ Antey của Kazakhstan và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.